Cô chú chị nào mà đang có nhu cầu ha, loanh quanh khoảng 1,5 tỷ mà muốn mua cái sản phẩm bất sản mà nằm giữa trung tâm thị trấn này ha, để an cư lạc nghiệp hay là đầu tư kinh doanh, để dành này kia đó, thì nhớ đón xem hết video clip này anh chị ha. Bảo Điền Bất Động Sản xin mến chào quý cô chú anh chị khách hàng ha. Nay Điền đang có mặt ở đây là ở trung tâm thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Chính xác Điền đang đứng ở đây là trên mặt tiền đường Điện Biên Phủ 2, được gọi là đường số 2. Nay em Điền quay bán sản phẩm ha, nhưng mà không phải trên mặt tiền đường này anh chị. Cách cái mặt tiền đường này khoảng vài chục mét thôi. Nói chung là đường này là đường huyết mạch kinh doanh tương lai anh chị. Hiện tại là những cái kinh doanh nhỏ lẻ mọc như nấm ở đây rồi anh chị ha. Nói chung là nếu mà cô chú gì mà quan tâm tới cái bất động sản mà muốn kinh doanh trên mặt tiền đường này ha, thì có một cái sản phẩm đầu này ha, 11m, đang bán là 4,5 tỷ anh chị đó. Cô chú nào mà quan tâm thì liên hệ em nha. Mà nay em Điền quay bán sản phẩm cách đường này khoảng vài chục mét thôi, loanh quanh khoảng 1,550 tỷ, giữa lòng trung tâm thị trấn, một diện tích cũng là tương đối là có thể làm nhà vườn mini được các chị, 255m² anh chị. Thì trước khi review chi tiết, em Điền sẽ nói sơ cái vị trí em Điền đang đứng chính xác luôn ha. Đó. Thì hồi nãy em Điền nói đó, đang đứng trên mặt tiền đường này là đường Điện Biên Phủ, hay được gọi là đường số 2. Hướng trước mặt em Điền quay này, đi khoảng vài trăm mét thôi, mình sẽ giao với lại đường Huỳnh Minh Thành ha. Đó, đường đó mình đi xuống biển anh chị. Mình đi xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm. Di chuyển khoảng 7 cây số thôi chị, rất là gần ha. Mình giao mình rẽ tay trái xuống ha. Còn mình rẽ tay phải thì mình sẽ giao ra lấy lại cái vòng xoay Bà Tô, hay được gọi là trung tâm Bà Tô luôn vậy ha. Vòng xoay đó là vòng xoay giao với lại quốc lộ 15 ha. Ở ngoài đó thì mình gặp ngay công viên bờ hồ này, hồ Bà Tô đó, và chợ Bà Tô này, và ngay trung tâm tài chính luôn vậy ha. Tất cả ngân hàng tập hợp ở đó hết, trung tâm hành chính luôn vậy ha. Nói chung là khoảng vài trăm mét thôi. Cái sản phẩm em Điền chuẩn bị quay tới đây thì vị trí rất là tốt luôn chị ha. Và hướng ngược lại mình đi thẳng luôn, mình sẽ giao với lại quốc lộ 55 ha. Cũng như mình ra ngay chỗ bệnh viện huyện này, vòng xoay này đó. Ngay đó mình thì mình đi được Bình Châu, Bình Thuận luôn cái gì ha. Nói chung là đường tuyến đường thông thương đó. Cái đường này thì cái tuyến đường kinh doanh tương lai ha, huyết mạch tương lai luôn chị ha. Đường rất là rộng, mới hoàn công cách đây khoảng 2 năm đổ lại đây thôi ha. Mà có thể thấy này, kinh doanh này kia mọc như nấm luôn anh chị ạ. Như đối diện đây thì có chỗ làm đẹp này, massage này, còn bên này là tạp hóa này, vân vân. Nói chung là tiện ích tiện nghi đầy đủ đó. Ăn uống mặt hàng, mọi mặt hàng luôn anh chị, cả ăn uống luôn, cả làm đẹp. Rồi bây giờ em Điền mời cô chú gì ha đi vào review sâu cái chi tiết này ha. Đó, hồi nãy em Điền đứng ngoài này nè. Nói chung là cái đường này nó sẽ không thông thẳng ra cái đường đó. Không có thông đường thẳng thôi, nhưng mà mình phải đi xéo qua đường này ha. Kiểu là ra cái mũi tàu anh chị. Nó xẹt qua đây xíu thôi, nó không được đi thẳng ra thôi anh chị. Nói chung là ra cũng gần khoảng vài chục mét thôi à. Đó, ở ngoài kia thì đường số 2 ha, đường Điện Biên Phủ đó. Và đây anh chị, bất động sản mình nằm ngay đây ha. Nằm khu dân cư này, nói chung là nhà dân có hết rồi. Được cái là nói chung là mình có bất động sản, mình có một cái nhược điểm thôi, đó là đi thẳng tới cuối đường là đường cục rồi anh chị, không thông nha. Nhưng mà đường được gọi là đường bê tông thôi, nhưng mà đường rất là rộng anh chị có thể thấy này, chắc rộng khoảng 6 mét đó, ô tô né nhau thoải mái luôn chị ha. Đường này đường xe tải đi được luôn anh chị đó. Và đây anh chị ha, bất động sản mình đây ha. Em Điền sẽ nói thông tin cơ bản và báo giá luôn anh chị ha. Bất động sản mình đang có diện tích là ngang là 7,2 m, từ ngay cột này qua 7,2 m ha, và sâu vào trong là 35 m anh chị. Nở hậu 7,3 m anh chị nha. Đang có sẵn là 60 thổ cư rồi. Bốn sẵn mình thì phủ hồng toàn bộ anh chị. Đất ở đô thị anh chị ha. Đó, mình có thể lên thêm thổ cư tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chị ha. Nói chung là cái này là sổ hồi trước gia chủ mình thì có nhu cầu sử dụng là khoảng 60 thôi, người ta không có nhu cầu lên thêm. Đâm ra là chỉ có là diện tích 60 thổ cư thôi. Đó, còn mà cô chú gì mình muốn sử dụng thêm, mua thêm thổ cư mình cứ thử mua thêm thôi anh chị ha. Đường này thì khoảng đâu đó loanh quanh khoảng 2 triệu mấy 3 triệu 1 m² thổ cư anh chị. Đó. Và Điền xin được bất động sản mình đang có hướng là hướng Tây anh chị ha. sàn mình có hướng Tây. Và em Điền xin được báo giá luôn ha. Giá gia chủ mình đang cần bán nha, đang kẹt là đang bán là 1 tỷ 550 triệu đồng thôi. Đó, cái giá cực kỳ tốt, giá mình có thể đầu tư được lên vậy ha. Đó, nói chung là cái giá mà cái diện tích này 255 m² mà bán có chỉ có là 1 tỷ 550 thôi. Riêng bất động sản này á thì ngân hàng mình định giá được là vay ít nhất là được 1 tỷ thôi chị ha. Đó, nếu như mà cô gì mình có nhu cầu vay ngân hàng, gia chủ mình vẫn hỗ trợ cho mình luôn vậy ha. Đó. Thì nói chung là vay ngân hàng cũng dễ anh chị. Không muốn trả cả gốc lẫn lãi á, thì nó sẽ nặng tiền ha. Mình có thể là ân hạn gốc với ngân hàng gì ha, khoảng là 2 đến 3 năm. Ân hạn gốc là gì? Ân hạn gốc là có nghĩa là trong 2 năm hay là 3 năm đó, tùy theo cái nhu cầu của mình ha, và tùy theo cái ngân hàng định giá cho mình ân hạn gốc bao nhiêu năm đó thì tùy theo ngân hàng và mình ha. Đó, thì trong 2 năm 3 năm đó mình sẽ trả lại thôi anh chị, không trả tiền gốc nha, trả tiền lãi thôi. Nói chung là trả tiền lãi hàng tháng thôi thì mình sẽ nhẹ được cái số tiền mà hàng tháng mình phải trả cho ngân hàng ha. Thì trong 2 năm 3 năm đó mình có thể là mình trong quá trình mình trả lãi đó thì mình có thể là đầu tư, kiểu là mình đầu tư mình bán lại cũng được các chị ha. Và không nữa thì mình sau 2 năm 3 năm đó kinh tế mình ổn rồi mình có thể là trả góp, trả này kia, trả đứt bất động sản của mình luôn ha. Đó, nói chung là cho vay ít nhất là 1 tỷ hơn rồi. Đó, thì mình bỏ ra số tiền khoảng vài trăm triệu nữa thôi là mình sở hữu được cái bất động sản nằm ngay trung tâm này rồi anh chị ha. Đó, chỗ này thì dân cư đông, thị trấn thì phải khỏi nói rồi, điện nước thì khỏi bàn tới anh chị ha, đầy đủ ha. Nước sạch, đang sử dụng nước sạch anh chị. Đó. Khí hậu ở đây thì được gọi là rất là mát luôn chị ha. Nằm phía sau này là rừng nguyên sinh này, cách đường chim bay khoảng vài trăm mét thôi là mình tới cái rừng đó rồi. Nói chung là khí hậu thì hưởng từ cái khí hậu rừng đó thì rất là mát rồi, khỏi phải nói ha. Huyện Xuyên Mộc mình thì về cái vấn đề mà khí hậu là mát nhất cái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này luôn chị ha. Có rừng có biển. Đó, cái khu vực này dân cư đông, nhà bự bự không anh chị ha, nhà san sát luôn đó. Tiện ích tiện nghi thì đầy đủ, hồi nãy Điền giới thiệu sơ đó. Nói chung là bán kính khoảng 500 mét thôi. Công viên này, trung tâm hành chính này, chợ này, trường học các cấp này, mầm non này, giáo xứ này, nói chung là đầy đủ mọi thứ luôn anh chị ha. Một cái bất động sản mà rất thích hợp cho cô chị mình đầu tư nghỉ dưỡng cũng được nè, an cư lạc nghiệp cũng được nè, mua để dành đầu tư cũng được anh chị ha. Nói chung là mọi mặt luôn gì, bất động sản mình quá đẹp. Đó, rành từ đây lui này kia đó. Nói chung là em Điền đứng nó quay này mình có thể hình dung được cái bất động sản của mình rồi ha. Nó vuông vức các chị, mặt tiền 7m2, hậu 7m3, nợ hậu một chút xíu ha, chiều sâu vào là 35 m. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó là 2 tiếng đồng hồ thôi, mình đi cao tốc. Còn mà tương lai cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu làm xong nữa thì mình di chuyển chắc tầm 1 tiếng rưỡi thôi chị. Mình di chuyển về rất là gần. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì đang được gọi là đang phát triển các chị ha. Đó. Rồi cô chú như nào mà quan tâm bất động sản này thì liên hệ với số điện thoại là 078886 68834 nha. Thì chỉ nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để mình thương lượng thêm ha. Đó. Rồi em Điền cảm ơn cô chú đã quan tâm và theo dõi video clip. Cô chú nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em Điền và đón xem những video mới nhất của em Điền ha. Điền xin kính chào và hẹn gặp lại những clip lần sau. Xin chào.